Vâng, trăm dòng người hướng về những hiệp sĩ đã hy sinh và bị thương, có những đồng đội, những người cùng chí hướng với các anh. Những con người quyết không đứng yên để cái xấu lộng hành, điều đó cũng có nghĩa họ sẽ vẫn chọn con đường nghĩa hiệp dù đã chứng kiến những mất mát không thể bù đắp. Điều này khiến chúng ta không khỏi cảm kích, nhưng cùng với đó là những lo lắng cũng xuất hiện, bởi ai cũng mong sao chí nghĩa có thể đứng đúng vị trí, không làm việc thay cho ai và không lấy đi nước mắt và máu của xã hội và của chính họ. Đã đến lúc phải có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi nên hay không có lực lượng hiệp sĩ đường phố. Hai năm nay công an thành phố vẫn đang ráy sức nghiên cứu và muốn kiến nghị có một cái quy định, một cái quy chuẩn cho nó đầy đủ, cần được quản lý, cần được công nhận, cần được bồi dưỡng, hỗ trợ về kỹ năng, về kiến thức, pháp luật, những gì được làm, những gì không được làm. Giao cho công an quận, cho công an phường quản lý để đăng ký hoạt động. Và họ phải xây dựng được một cái quy chế hoạt động để đảm bảo những thành viên đó hoạt động đúng theo quy chế. Quan trọng nhất đó là phải tập huấn cho họ những kỹ năng phát hiện tội phạm, kỹ năng xử lý những tình huống khi mà đấu tranh trấn áp tội phạm, thậm chí là có thể mua bảo hiểm cho những hiệp sĩ này và mua các công cụ trang bị hỗ trợ như vậy, thì cái hoạt động này sẽ rất là hiệu quả.